Đàm Vĩnh Hưng khen Đèo Bảo Lộc đích thị là ngọc nữ, ngày càng nữ tính, đẹp trong veo. Tối ngày 3 tháng 5, Đèo Bảo Lộc đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, vui vẻ thông báo hết kỳ nghỉ lễ và chính thức làm việc chăm chỉ trở lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hình ảnh lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Đến tối ngày 4 tháng 5, dưới bài đăng, ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng đã tham gia bình luận ngợi khen nhan sắc đàn em. Anh viết: "Xinh quá bé ơi, ngọc nữ là đây." Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn dành những từ miêu tả sắc đẹp của Đèo Bảo Lộc như trong veo, sang trọng, nhẹ nhàng, duyên dáng. Trước lời khen của đàn anh trong nghề, Đèo Bảo Lộc lập tức hồi đáp. Nam ca sĩ dành lời cảm ơn cho Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời khiêm tốn nhận ảnh đẹp là do sự hỗ trợ của Photoshop. Song, sự thật ai cũng phải công nhận là Đèo Bảo Lộc đẹp hơn từng ngày. Và gần đây, nhan sắc của anh liên tục nhận những lời khen ngợi. Không riêng gì Mr. Đàm, rất nhiều người hâm mộ khác cũng đã trầm trồ trước hình ảnh mới của giọng ca thanh xuân. Một số bình luận liên quan: "Mỗi lần nhìn bà là lại có động lực đi soi gương làm đẹp. Đẹp xuất sắc, kiểu nhẹ nhàng mà đáng yêu, đúng với gu mình luôn ấy. Không hiểu sao càng ngày càng đẹp dữ thần. Càng ngày càng xinh đẹp, đáng yêu. Xem mấy cái clip của Lộc là còn thấy thêm vụ nói chuyện duyên dáng nữa. Riết mê quá trời luôn rồi á Lộc ơi. Nét bạn này đẹp khả ái quá, thật sự tự nhiên. Với lại làm như sinh ra để mặc áo sơ mi nè. Nhìn đẹp, hợp với Đào Bá Lộc ghê. Trời ơi, tôi thích con bé này quá. Đẹp trong vắt luôn á. Tấm này sao mà nhìn duyên ghê luôn bé Lộc ơi, cưng xỉu." Nói về quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng, Đào Bá Lộc, trước đây cả hai đã có dịp biết đến nhau sau The Voice mùa đầu. Ở vòng giấu mặt, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong số 3 huấn luyện viên đã bấm chọn Đào Bá Lộc vì nhận thấy giọng hát ấn tượng, tiềm năng của anh. Sau màn tranh đấu quyết liệt giữa Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Đào Bá Lộc đã quyết định chọn về với đội Hà Hồ và trở thành thí sinh của nhóm cô. So với một vài gà chiến nổi bật cùng thời như Bùi Anh Tuấn, Hương Tràm, Trúc Nhân, v.v., Đào Bá Lộc ở hiện tại dường như ít tham gia hoạt động ca hát hay ra mắt sản phẩm âm nhạc. Song, anh vẫn có một lượng người hâm mộ đông đảo nhất định khi chuyển sang hoạt động sôi nổi trên nền tảng YouTube, chia sẻ cuộc sống thường ngày và những bí kíp làm đẹp. Sau The Voice 2012, Đào Bá Lộc đã có nhiều thay đổi cả về phong cách lẫn ngoại hình. Nam ca sĩ thường xuyên đăng ảnh nữ tính, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Không chỉ để tóc dài và trang điểm ngày càng nữ tính, Đào Bá Lộc còn nổi tiếng với gu thời trang cá tính, khiến nhiều chị em phải ghen tị, háo hức đòi học bí quyết. Cũng từ đây, Đào Bá Lộc nhận thêm vô vàn lời khen vì ngoại hình thăng hạng bất ngờ, ngày càng nữ tính, duyên dáng, điều mà trước đó anh chưa có dịp thể hiện khía cạnh này. Mối quan hệ thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng và Đào Bá Lộc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Kể từ khi công khai giới tính thật, Đào Bá Lộc thoải mái trang điểm, ăn mặc hay thể hiện phong cách theo sở thích của mình. Thậm chí, nam ca sĩ còn chẳng ngại làm nail sặc sỡ, chăm sóc da chẳng kém cạnh phái nữ hay trang điểm lồng lộn. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc, Đào Bá Lộc còn nhận được lời khen về quan điểm sống tích cực của mình.